của hiện đại với những thói quen do chủ quan và những thói quen do môi trường mang lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Với mặt đầu tiên, sức khỏe là vàng, các bé trường mầm non vẫn tăng muốn gửi đến quý vị một thông điệp: hãy chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để có một tâm hồn lành mạnh cho cơ thể tráng kiện. Xin mời phần biểu diễn của mầm non Nam Tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.